miền Bắc, miền Trung nắng nóng đỉnh điểm. Hôm nay và ngày mai, ngày 31 tháng 5 đến mùng 1 tháng 6, dự báo là hai ngày nắng nóng gay gắt nhất trong đợt nắng nóng đang diễn ra ở miền Bắc, miền Trung với nhiệt độ cao nhất trên 38 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ và Nam Trung Bộ tiếp tục mưa lớn. Hôm nay, khu vực Đông Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất 25 đến 28 độ. Nhiệt độ cao nhất 34 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực phía Tây Bắc Bộ hôm nay ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất 25 đến 28 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất 34 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Hà Nội hôm nay ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất 36 đến 38 độ. Dự báo ngày mai đến 4 tháng 6, miền Bắc tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Các tỉnh từ Thanh Hóa, Phú Yên hôm nay ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Đà Nẵng, Phú Yên có mưa rào rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất 35 đến 37 độ, vùng núi có nơi trên 38 độ. Dự báo nắng nóng gay gắt ở khu vực Thanh Hóa, Phú Yên còn kéo dài đến khoảng ngày mùng 5 tháng 6, từ mùng 5 đến mùng 9 tháng 6. Khu vực này có mưa rào và dông rải rác, nắng nóng hạ nhiệt. Các tỉnh từ Khánh Hòa đến Bình Thuận hôm nay ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 đến 28 độ. Nhiệt độ cao nhất 32 đến 35 độ. Tây Nguyên ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió Tây Nam cấp 2 đến 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất 29 đến 32 độ. Nam Bộ hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió Tây Nam cấp 2 đến cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất 30 đến 33 độ. Dự báo trong nhiều ngày tới, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều và tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Trong mưa dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè. Nhớ subscribe để theo dõi những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.